người mẹ hiền yêu dấu, người đã trao về ta thật bao ôi mẹ. Vâng ạ, con về gần đến nhà rồi đấy ạ. Con chào mẹ. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời con sẽ nhớ. Con không làm được. Con yêu, sẽ có rất nhiều thứ có thể thay đổi trong cuộc đời con, có thể tốt, có thể không tốt, đó là lẽ thường tình của cuộc sống. Và có như thế, ta mới thấy cuộc sống thú vị. Nhưng con yêu, dù bất cứ điều gì xảy ra, có một điều không bao giờ thay đổi. Và con hãy ghi nhớ, đó là tình yêu của bố mẹ dành cho con. Con yêu mẹ nhiều lắm. Dương, Đạt, dừng lại. Vào văn phòng của thầy. Vâng. Dương, em nhìn thấy gì trên tờ giấy này? Dạ, thưa thầy, em thấy dấu chấm đen ạ. Thế còn Đạt, em nhìn thấy gì? Dạ, thưa thầy, em thấy dấu chấm đen. Các em trả lời đều không sai. Quả là trên trang giấy trắng này, điểm đen rất là nổi bật. Nhưng mà này các em, sao chúng ta chỉ chú trọng đến cái điểm đen trên trang giấy trắng mà bỏ đi cả một cái khoảng trắng? Các em có thể viết lên đây bao nhiêu điều hữu ích. Thay vì nhìn vào những cái điểm xấu của nhau, chúng ta hãy nhìn vào những cái điểm tốt của nhau và bỏ qua cho nhau. Em hiểu chứ? Em hiểu rồi. Anh Dương ơi, bà sẽ gặp có việc anh ạ. Ừ, anh vào ngay đây. Anh chào sếp ạ, sếp đã gọi em ạ. Dương à, ngồi đi em, chị có việc cần bàn với em. Vâng ạ. Đây là dự án mới của công ty mình. Em lên phương án để triển khai kế hoạch, ký kết hợp đồng với khách hàng nhé. Dạ vâng ạ, sếp cứ tin ở em ạ. Tốt lắm, về làm đi em. Vâng, em chào sếp ạ. Chị ơi, chị ơi, thì hợp đồng của em là như thế nào hả chị? Hợp đồng của em á, trước tí của chị sẽ báo lại với em sau. Chị ơi, chị nhớ để ý hợp đồng của em cho chị nhá. Chị ơi. Yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ cảm ơn con, mẹ yêu con.
gì đang cười à? Thì mẹ không nhớ bên này. Chậm bé này thôi. Đừng ngồi. 2, 1. Một, hai, ba, bắt đầu. Thầy đâu?